với cái hình hình của Hòa Thượng Hư Vân thì Ngài nói ai tu niệm Phật cũng tốt, tham thiền cũng tốt, trì chú cũng tốt, nhưng mà cái nào thì phải hẳn đi tới bản, không vì lý do này lý do nọ mà mình dừng. Được như vậy đó thì sự tu mới tiến, được như vậy đó thì tu mới thành công. Cho nên đây Ngài dẫn lời của Tổ Quy Sơn: đời đời nếu không nuôi sụp, quả Phật quyết định không ngại. Nghĩa là mình cứ tiến một pháp đó cho mãi cho tới cuối cùng, đời này chưa rồi thì đời sau tiếp nữa. Thì như vậy không có nghi ngờ, trên đường tu chúng ta sẽ kết được cái quả Phật, không có tí gì phải nghi ngờ hết. Đó là Ngài dạy cái đường lối tu, là chúng ta muốn tu thì pháp nào phải có đủ những điều kiện đó. Tức là những điều kiện này tôi nhắc lại lần nữa, trước hết là phải tin nhân quả, từ kế đó là phải duy trì giới luật, rồi kế đó là tính tâm kiên cố, rồi cuối cùng tức là bốn một là quyết định pháp môn tu, chứ đừng có sớm tầm chiều sợ không tơ. Đó là cái phần tinh tâm. Bây giờ tới phần thứ hai, phương pháp thâm thiền. Đây là nói riêng về thâm thiền. Pháp môn định tâm tuy nhiều mà chư Phật tổ sư đều cho thâm thiền là môn thượng diệu môn. Trên hội Lăng Già, trên hội Lăng Nghiêm, Phật dạy Bồ Tát Văn Thù chọn môn viên thâm. Ngài Văn Thù chọn môn nhĩ căn viên thâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc nhất hơn cả. Chúng ta cần phản văn văn tự tánh, tức là sai cái nghe lại tự tánh, chính là tham thiền. Trong thiền đường này cũng nên giảng một pháp tham thiền. Đây là nói về cái chuyên môn tham thiền, nhưng mà tham thiền nó cũng có nhiều cách, tại sao sẽ nói. Bởi vì cái lối tham thiền, cái từ chuyên môn trong kinh nói là phản văn văn tự tánh. Phản là sao? Phản là sai lại, sai cái nghe, nghe lại cái tánh nghe của mình. Mà chính cái chỗ này nhiều người hiểu lầm đó, sai cái nghe, nghe lại tánh nghe của mình, rồi mình cứ ngồi lắng lại nghe đâu trong thông trong người của mình riêng mình. Có những người nghe biết là phổ biến, là tại vì không hiểu. Bởi vì chúng ta có hai cái sáu căn mình, một là chạy theo sáu trần, hai là dừng theo sáu trần. Mà chạy theo sáu trần thì quên cái thấy, cái nghe của mình, mà chỉ nhớ cái cảnh bên ngoài. Còn nếu dừng lại là mình nhớ mình đang thấy, nhớ mình đang nghe, thì mình lại lơ là cái cảnh bên ngoài. Mình nhớ lại mình gọi là sai, bởi vì chúng ta quen phóng ra mà không chịu nhớ mình. Thì vậy mình chỉ sai đây hay chỉ phản đây là nhớ lại mình, chứ không phải ngó vô trong. Quý vị hiểu cho nó hết, cho nó rõ để đừng có lầm. Bây giờ nói về quả thiền, bởi vì ở đây thì Ngài chia về phải đầu, cho nên tôi đọc mấy cái chỗ nói về phải đầu thì tôi đọc xuôi theo thôi. Quả thiền nên biết bình thường nhận dụng đều là hành đạo, như vậy chỗ nào không phải là đạo tràng, cần gì thiết lập thiền đường, cũng không phải quả thiền mới là thiền. Nói thiền đường, nói quả thiền chẳng qua vì chúng ta là chúng sanh trong đời phạm pháp chiếu sâu tệ cạn mà tạm thiết lập. Nói tham thiền không phải đợi ngồi, không phải đợi có thiền đường mới tu được, mà đi đứng nằm ngồi đều tu. Nhưng vì chúng ta tại phạm pháp này trí tuệ thì cạn, mà nghiệp trước thì nhiều, cho nên
nếu không khéo điều hại nhỏ là sanh bệnh, hại to là bị mang, thật đáng như vậy. Trong triều đường biết chung hành và quả thiền, chỗ dụng ý chính là điều thanh tâm. Phương pháp điều thanh tâm rất nhiều, nay chọn lọc những điều càng yếu được nói. Khi ngồi thuyết già phải theo thứ tự, giữ tự nhiên và ngồi ngay thẳng, mấy chỗ này quý vị đáng lưu ý. Không được để ý ẩn lưng thẳng lên, ngồi ở thẳng gì đó không được hợp. Nhớ gì có người để ngồi có thẳng được, ở cái lưng thẳng lên đó là bệnh. Nếu ẩn lưng thẳng, nếu ẩn thẳng lưng hơi nóng xông lên, tụ lại lâu ngày con mắt xanh nhiều gèn, miệng môi đầu nóng, không muốn ăn uống quá nóng đến thủ huyết. Ngồi mà ẩn thẳng quá thì nó có những cái bệnh con mắt xanh gèn, bị nóng quá còn bị là hôi ám, cái đầu thì nóng ran, rồi không muốn ăn uống lần lần để tới thủ huyết. Lại không được để lưng cong đầu cuối nhiều, nếu vậy dễ sanh phong trào, để ngồi cứ nó xuống vậy cong lưng nó xuống thì sẽ dễ sanh phong trào. Như biết khi phong trào tới, mở mắt to ra, ẩn lưng một cái và động nhẹ nhẹ 25, phong trào tự nhiên tiêu diệt đó. Nếu nó hơi muốn buồn ngủ, mở mắt to ra, ẩn lưng chút rồi nghe qua nghe lại rồi thì tự nhiên phong trào nó lặng, tự mình chỉnh cho mình. Nếu dụng công có bất quá, khi nghe trong lòng bức riết nên bỏ hết mọi việc và xả luôn cái dụng công, dừng nghỉ độ 5-10 phút, dần dần thư thái, nhiên hậu để khởi dụng công. Nếu không như vậy, dồn chứa lâu ngày biến thành tánh nóng nảy, dễ sân, thậm chí phát cuồng bị ma. Có nhiều Phật tử nói, tu thiền sao hồi xưa nóng bây giờ nóng quá đó. Nghe người nào nói động chút cái là nổi sân liền, càng tu càng sân như vậy sao? Đó là lỗi tại chỗ này, nghĩa là mình không khéo dự công để cho dụng quá cấp bách ép ngặt quá, rồi nó bức riết nó bực bội. Và khi nghe bức riết bực bội thì phải xả, bình tĩnh lại, thư thái ngồi sẽ ngồi lại. Nếu mà mình cứ dồn chứa thì cái nóng bức đó lâu ngày nó thành ra nóng nảy, mà nóng nảy cho nên dễ nổi sân. Tọa thiền khi có chút thọ dụng, tức là thấy cảnh giới lạ, cảnh giới phát hiện rất nhiều nói không thể hết, chỉ ta không chấp trước cảnh giới ấy thì nó không làm ngại ta được. Lời Phật nói thấy quái ta không quái, quái tự mất. Trong thấy yêu ma quỷ mị nhiễu hại ta, ta không cần quan tâm đến nó, cũng không sợ nó hại. Chính thấy Đức Phật Thích Ca đến giờ đầu mở ký, ta cũng không quan tâm đến, chẳng nên sanh vui mừng. Kinh Thanh Nghiêm nói không khởi tâm cho mình chiến thắng là cảm giới lành, khởi tâm cho mình chiến thắng tức là quần tà. Như vậy thì ở đây chúng ta tu phải khéo một chút. Nếu mà khi mình dụng công tu mà có được những cảm thọ dụng, sử dụng thấy tâm mình nó lặng lẽ, thấy con đường nó khoan khoái vân vân, rồi bất thành thấy Phật tới sau đầu, thì lúc đó mình không thấy được sao rồi. Phe tiến tu tôi mới ngồi thiền thấy Phật sơ đầu, chắc là tôi sẽ kết quả, phải không? Thấy Phật sơ đầu, nhưng mà thấy như vậy Phật nói mình vẫn không có mừng, mà mình cũng vẫn bình tĩnh. Tại sao? Nếu mình cho mình chiến thắng thì lạc đường tà, nó lạc đường tà. Còn nếu mình thấy ma, thấy quỷ gì tới nó dọa hù mình thì mình cũng không thèm màng, không thèm sợ, thì biết đó là cái bóng dáng hư dối, nó không có thiệt. Bởi thấy nó không thiệt cho nên mình không sợ. Ở chỗ này tôi nói để cho quý vị chuẩn bị thêm,
có nhiều người ngồi thiền rồi thấy ma, và thấy ma thì sợ sao? Sợ ma bắt. Và ma làm sao nó bắt mình đây? Quý vị nghĩ ma nó bắt mình được không? Ma nó là cái bóng, sao nó bắt được mình? Nhưng mà người ta cũng thường gọi ma bắt. Mà ma bắt vào mặt ai? Người ta nói ma bắt vào mặt người ta, thấy không? Thấy người nhán, người hèn thì nó phá, người tinh tấn chân thật thì nó không dám phá. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu nói ma bắt là do mình thấy nó rồi quá mốt sợ, mà sợ thì nó sanh ra cuồng loạn, mà khi cuồng loạn thì nó dễ sanh ra điên dại. Cho nên nói người đó một thiền bị ma bắt. Gốc ma bắt là chỗ nào? Tại thấy nó sợ, mình sợ thấy sợ rồi cái mình quá mốt mình phát điên, đó là bị ma bắt điên nè, phải không? Chứ không có bắt được đâu, mà tại vì mình quá sợ. Vì vậy cho nên thấy ma mình cũng cười chơi nó là cái bóng, không gì sợ, không làm gì được mình, tâm mình yên định thì nó không có thể nào mà sợ mà chạm gì tới mình được. Cứ tỉnh táo an nhiên thì ma nó tự biến để đi. Còn thấy nó mà sợ quảng hốt quá, ôm vừa đọc chạy thì bị ma bắt rồi. Quý vị bắt riêng như có gì lạ đó. Vì vậy chúng ta không sợ ma mà cũng không mừng thấy Phật. Thấy Phật mừng quá thì nó cũng mừng quá, nó cũng từ cái tâm đương yên mà dấy mừng quá, tức là nó bất thường nó cũng dễ sanh bệnh. Vì vậy mà hai trường hợp quá mừng quá sợ thì đều là hại hết. Chúng ta bình tĩnh, thấy cái gì tốt mấy cũng không mừng, thấy cái gì xấu mấy cũng không sợ, thản nhiên tự tại trong lúc tu thì không có gì giới động của mình hết. Nhớ vậy, yếu chỉ nó đơn giản vậy thôi, đừng mừng đừng sợ thì mọi việc đều thản nhiên, không có gì hết. Còn quá mừng quá sợ đó là sanh bệnh. Vì vậy cho nên quý vị cẩn thận trong lúc đó. Đủ công phu, biết chủ khác, đây là phải biết chủ, biết khác này. Đủ công phu thế nào ư? Trên hội Lăng Nghiêm, Ngài Kiều Tề Như nói hai chữ khác rằng, chính là chỗ sơ tâm chúng ta, đủ công phu vậy. Ngài nói, ví như người hành khách, dừng nghỉ nơi quán trọ, hoặc ngủ, hoặc ăn ngủ xong, gói hành lý ra đi, đi không trở về, nghỉ lại. Nếu thật người chủ thì không đi đâu, như thế suy xét không ở lại gọi là khách, ở lại gọi là chủ. Bởi không ở lại nên nghĩa là khách. Đó là một cái thí dụ để trong Kinh Lăng Nghiêm phân biệt chủ khách. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, khi chúng ta ngồi thiền thấy vọng tưởng lên, biết vọng tưởng lặng thì ai thấy ai biết. Mà vọng tưởng chúng ta biết là vọng tưởng, mà vọng tưởng tức là dối, đó là khác, phải không? Còn biết vọng tưởng không theo nó, đó là chủ, rõ ràng. Như vậy thì không theo khác là chủ. Cho nên đây ví dụ người chủ thì ở nhà luôn, người khách đến rồi đi, đến rồi đi, vọng tưởng lên sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Nhưng mà cái thấy vọng tưởng sanh rồi thấy vọng tưởng diệt thì đó là ai? Như vậy thì mình không thiếu chủ đâu, phải không? Như vậy thì mình không theo khách, tức là chủ hiện tiền. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Bây giờ đến trường hợp thứ hai,
lại như buổi sáng trời lạnh, mặt trời vượt lên, ánh sáng soi qua các kẽ hở, soi rõ các vị vi trần trong hư không. Vi trần diêu động, hư không yên lặng, yên lặng là không, diêu động là nghĩa trần. Khách và chủ dụ trong vọng tưởng, chủ ở khách và trần dụ trong vọng tưởng, chủ về hư không dụ trong tự tánh. Người chủ thì thường ở, không phải như khách hoặc đi hoặc đến, đó là dụ tự tánh. Thường trụ vốn không theo vọng tưởng chạy sanh chạy diệt, nên nói chỉ tự vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường nhiễu loạn. Đây là lời trong cái bài thơ của ông Phạm Long Quân. Chỉ tự vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường nhiễu loạn. Tính chất quy trần tự diêu động vẫn không làm ngại được các yên lặng của hư không. Dù vọng tưởng thân nó sanh diệt vẫn không làm ngại được tự tánh như bất động, nên nói một tâm không sanh muôn pháp chẳng lầm lỗi. Đó là cái đoạn rất là thiết yếu. Giờ tôi nhắc lại cho quý vị thấy hai cái ví dụ. Ví dụ chủ và khách là hình ảnh thô, ví dụ bụi và hư không là cái hình ảnh tế. Chủ thì luôn luôn ở nhà, khách thì phải đến phải đi. Vọng tưởng chúng ta thấy khi sinh khi diệt, khi đến khi đi. Còn cái thấy vọng tưởng có sinh có diệt có đến đi không? Có không? Có thực là có. Thì như vậy chúng ta tu muốn trở về cái chân thật thì chính cái thật nó sẵn trong nó rồi. Đừng chạy theo vọng tưởng thì cái thật kiếm điểm rồi hư không và bụi nhìn theo cái ánh sáng ở ngoài mặt trời rọi vào, chúng ta thấy có bụi lăng xăng. Bụi thì lăng xăng chuyển động, còn cái hư không ở trong cái nhà sao dần lặng yên. Cũng vậy tâm nghĩ hơn thua phải mấy là tâm lăng xăng, còn cái biết được cái nghĩ phải mấy đó, thì đó cái đó không có lăng xăng. Quý vị thường khi nó hiện bài quý vị không nhớ, thí dụ quý vị nổi giận có biết mình giận không? Khi nói giận có biết mình giận không? Hồi nãy mình giận quá, mình giận quá thì cái giận nó dấy lên, mình biết cái giận để nó lại xuống, biết nó hết giận, phải không? Như vậy thì cái giận là cái không thiệt, hư dối dấy động rồi mất. Rồi khi mình ngồi thiền niệm dấy lên, biết đó là niệm khởi, buông nó lại xuống thì biết niệm nó dừng, nó lặng. Niệm khởi niệm lặng chúng ta biết rõ ràng không nghi ngờ gì hết. Thì cái biết rõ ràng khi sinh đi diệt đó thì cái đó bị sinh diệt không? Như vậy mình có chủ, mình có cái không sinh diệt mà mình quên. Cho nên dùng hai cái ví dụ này để thấy rõ chúng ta có cái chân thực hiện tiền mà nó bị khóa lắm. Chúng ta quên, không nhìn lại nó. Vì vậy mà rồi chúng ta bị vọng tưởng nó lôi. Như vậy thì hiện giờ mọi người chúng ta sống với cái tâm hơn thua phải mấy tốt xấu thiện ác của mình, đó là cái tâm sinh diệt. Mà lấy cái tâm sinh diệt làm thân mình, lấy cái tâm sinh diệt làm tâm mình thì chúng ta không đi trong luân hồi sinh tử sao được. Đó là cái lẽ thật không nghi ngờ gì hết. Ở đây ngài nói thêm, trong đây chữ khách so phần thô, chữ trần so phần tế. Người mới bắt tâm trước nhận rõ chủ và khách, tự không bị nó kéo lôi, tiến lên nhận rõ là không và trần, vọng tưởng không thể làm trước ngại, nên nói biết được không phải quán, tức là mình biết được cái thật đó
cái gì là cái hại mình hết. Người hay xét kỹ là mọi đường chỗ này, sử dụng công tu hành rất chống tiếng. Mình biết rõ vậy, thấy rõ vậy thì tu rất là dễ tiến, chứ không khó. Bởi vì người giới thiệu trời nó là dụng tưởng khi đó không cần dụng công bè nẻ gì hết. Rồi khi mà dụng tưởng lại thì trời đang sống như cái thật của mình, cái thật sẵn có, luôn luôn có mà mình bỏ quên. Cho nên tu là tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Cái chân thật đó là cái giải thoát sinh tử, bởi vì nó không có tạo nghiệp. Còn cái vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp, cho nên nó dẫn mình đi trong sinh tử. Như vậy đó, mà giải thoát sinh tử là ai? Là Phật. Như vậy kiếm Phật không có khó, tìm Phật không có xa. Mà lâu nay chúng ta làm tìm quà kiếm quà không thấy. Bây giờ nói cái phần phải đầu thì phần này thì ngài Tư Văn thì ngài dạy, nhưng mà với chúng ta thì không ứng dụng tu. Phải đầu cùng ghi tình thời xưa tổ sư chỉ thẳng tâm người lấy thánh thành Phật, như các an tâm của tổ Đạt Ma, rồi lối bàn kiến thắng của lục tổ, chỉ cần thẳng đó mà thừa nhận là xong, không có kháng phải đầu. Nghĩa là gốc của tu thiền là phản quan lại để thấy được bản thân của mình, không hay là chỉ thừa nhận mình có bản tánh, nhận xong thì cái tu hành nó được kết quả. Chứ hồi xưa không có phải đầu, và phải đầu chỉ mới sau này. Đến các tổ sư sau này thấy tâm người không bằng bổ nhân, không thể không thể tự tâm như có đến, mà luôn tráo trở tăng sang. Mọi người chỉ đến của báo kẻ khác, mà lầm lẫn, lầm nhận là của mình. Bởi thế nên các ngài riêng lập môn đề, tức là lập là cái cảnh niên, và mỗi vị chỉ là một phương pháp, do đó mới có dạy người học khác phải đầu. Phải đầu rất nhiều thứ, nhiều như môn pháp về một về chỗ nào, hay trước khi cha mẹ chưa sanh thế nào mà mặt tại của ta, vân vân. Nhưng phổ thông hơn cả là câu niệm Phật là gì, thế nào là phải đầu. Phải là lời nói, trước lời nói là đầu. Nhưng niệm A Di Đà Phật là phải, trước khi niệm là phải đầu. Như vậy thì quý vị thấy phải đầu là tìm đến trước cái lời nói. Khi mình khởi kỹ thì mới có nói. Mình trước thì khởi kỹ là cái gì? Là cái thực của mình chứ cái gì. Cho nên là cố làm sao trả về cái thực đó. Vì vậy giải quán phải đầu. Nên nói phải đầu là cái mé chưa sanh một niệm, chỗ chưa đến một niệm đó. Một niệm vừa sanh đã thành phải dĩ. Phải dĩ tức là đuôi lời nói. Bây giờ thì khác phải dĩ không ạ? Cứ đặt cái câu hỏi rồi đọc hoài câu hỏi đó, gọi đó là khác phải dĩ. Cái mé chưa sanh một niệm đó gọi là không sanh, không loạn động, không mê muội, không đắm nơi tịnh, không rơi vào không, gọi là không diệt, luôn luôn chăm chú trở lại chiếu soi cái không sanh không diệt ấy, gọi là khán phải đầu hoặc chiếu cố phải đầu. Khán phải đầu trước cần phải khởi nghi tình, đó là chỗ nương nhờ của pháp khán phải đầu. Sao gọi là nghi tình? Nhưng mà niệm Phật là gì, người người đều biết chính mình niệm, nhưng là niệm niệm hay tâm niệm? Nếu thật niệm niệm thì khi ngủ mê vẫn có niệm, sao không niệm? Nếu thật tâm niệm, tâm hình dáng thế nào lại không có chỗ nói, chỗ nơi sờ mó, nhưng chỗ không rõ này trên chuyện gì phát khởi niệm nghi nhẹ nhàng tế nhị, không đơn thô, càng tế càng tốt, tùy thời tùy chỗ chăm chú chiếu cố quyết chí nơi niệm nghi này, giống như dòng nước không có chỗ đoạn, không sanh hai niệm. Nếu niệm nghi còn thì
thì không cần để ý đến nó. Điều nghi nhắm mắt lại nhẹ nhàng đều khởi lên. Khi mới dụng tâm thì trong tịnh, trong động, so sánh với tác lực, nhưng cốt không. Khi mới dụng tâm thì trong tịnh, trong động, so sánh với tác lực, nhưng cốt không sanh tâm, phân biệt, không quan tâm đến tác lực hay không tác lực, không chú ý động hay trong tịnh, ta chỉ nhất tâm, nhất trí, dụng tâm là tốt. Bốn chữ niệm Phật là gì? Rất quan trọng tại chữ gì? Ngoài ra ba chữ kia chẳng qua là để nói cho to mà thôi. Như mặc áo, ăn cơm là gì? Đại tiểu tiện là gì? Tháo vô minh là gì? Hay hiểu biết là gì? Bất luận đi đứng ngồi nằm, một khi đề chữ gì lên là để phát niệm nghi, không cần suy nghĩ xét nét để ý mới đớp trời mới có. Cho nên chữ gì ở trong phải đầu thật tại là một diệu pháp của tâm thiền, nhưng không phải đeo một chữ gì mà bốn chữ niệm Phật là gì coi như danh hiệu Phật mình niệm, cũng không phải suy nghĩ xét nét câu niệm Phật là gì mà cho là ghi tình. Có một số người đeo bốn chữ niệm Phật là gì ra niệm suốt ngày không dừng miệng, như thế chi bằng niệm A Di Đà Phật còn công đức còn hơn. Có một số người nghĩ quan niệm tính quẩn, tìm tâm kiếm tay cho đó là ghi tình, cho biết rằng càng nghĩ càng tính vọng tưởng càng nhiều, giống như người muốn lên là bị rơi xuống, cần phải biết vậy. Người sơ bất thông niệm nghi rất khô, chẳng biết chẳng nhớ mà nói, chẳng chính chẳng sống đều không được ghi tình, chỉ gọi là tưởng lành lành vô nhí tự tâm cồ loạn, niệm đầu cũng kèm giữ được chú ý mới gọi là tham. Lại biến dần dần không vô thuần thục, không nghi mà tự nghi, không biết mình đang ngồi ở chỗ nào cũng không biết, có thân tâm thế giới chỉ riêng niệm nghi niệm tiền không gián đoạn, đó gọi là nghi tình. Thực tế mà nói, lúc đầu chưa kể là dụng tâm chỉ giả hóa một tưởng, đến khi chân nghi hiện tiền mới là giai đoạn chân chánh dụng tâm. Giai đoạn này đi qua cửa ải lớn rất dễ vào đường tẻ. Giai đoạn này rất thanh tịnh và vô hạn kinh an, nếu mất một kinh giác chiếu và rơi vào trạng thái mê muội nhẹ nhàng, nếu khi ấy có bậc sáng suốt ở bên một phen nhìn qua liền biết người ấy đang mắc tại cảnh giới này, lấy một hương bản đập xuống lập tức đầy trời mây mù ra hết. Rất nhiều người nhân đây được ngộ đạo, chứng nghi rất thanh tịnh rộng ra ấy. Nếu nghi tịnh không còn thì rơi vào vô ký, ngồi như cây như đá hoặc loại hòn đá ngâm nước lạnh, đến khi đó cần phải đề khởi. Để đề khởi tức là giác chiếu, giác tức là không mê, tức là tuệ, chiếu là không loạn, tức là định. Chăm chú một điểm ấy, lặng lẽ chiếu soi như không động, sáng sủa không mê, rành rõ thường biết như là ánh nóng rút hơi, một mạch liên tục không dứt. Dựng âm đến chỗ này cần có con mắt chuyên trang, không để khởi thêm. Nếu để khởi thêm, để khởi thì trả đầu lại trên đầu. Xưa có vị sát hỏi chuyện châu lớn nhân rằng, một vật khi không đeo đến là thế nào? Châu đáp buông hết đi. Tăng chưa, một vật không đeo đến buông hết cái gì? Châu bảo không buông xuống thì gánh lên. Chính là nó là nói giai đoạn này vậy. Trong cảnh sáng sủa mát mẻ này, như người uống nước lại nóng tự biết, không phải